Các bạn vừa xem xong clip ghi lại quá trình điều trị cũng bị ghẻ do Demodex gây ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về bệnh này và cách điều trị bệnh này tại nhà. Mò bao lông ở cúng, hay còn gọi là Demodex canis. Loài mò này sống ký sinh ở trong bao lông, tuyến nhân của da và ngay cả ở trong các cơ quan nội tạng như là gan, lách, thận hay là ở thân ruột, hạch lympho. Bệnh này xảy ra ở mọi lứa tuổi, tức là cúng nào cũng có khả năng mắc cả. Lây lan nhanh, tỷ lệ chết thấp. Thì lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với cúng bệnh hoặc là gián tiếp thông qua các dụng cụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cúng nhiễm bệnh. Bệnh này thì tỷ lệ chết rất là thấp nếu được điều trị kịp thời. Điều chứng thì thường là rồng lông, da ửng đỏ, hình thành vảy. Ban đầu thì rồng lông ở những chỗ da bị tổn thương, thường thấy ở gò lông mày, môi, má, khớp cụ, trên cổ, sau đó lan rộng khắp cơ thể. Vùng da tổn thương ửng đỏ dần lên được bao phủ bởi những lớp vảy. Sau đó thì da sẽ nứt nẻ và xuất hiện dịch mủ, dịch máu bốc lên mùi hôi thối, khó chịu. Phòng bệnh thì không có vaccine để phòng bệnh. Chúng ta chỉ cần là vệ sinh khu vực nuôi dưỡng, không để cùng tiếp xúc hay ở trong bởi cùng nhiễm bệnh là được. Điều trị thì ở đây có thuốc điều trị đặc hiệu đó là Doramectin. Liều dùng là 1 ml trên 10 cân, tiêm 3 lần và mỗi lần cách nhau 7 ngày. Tức là sao? Tức là ví dụ như cúng của bạn 10 cân thì bạn sẽ mua kim 3cc rồi rút 1 ml dung dịch Doramectin tiêm cho cúng của mình. Sau đó 7 ngày sau bạn tiếp tục tiêm lại như vậy và 7 ngày sau bạn lại tiếp tục tiêm như vậy. Tổng cộng tất cả là 3 lần. Về thuốc này thì các bạn có thể lên Shopee để đặt. Còn kim tiêm thì bạn có thể ra quầy thuốc tây để mua. Tùy theo liều thuốc bạn lấy mà có thể mua kim 1 ml hay là 3 ml hay là 5 ml. Đó là xảy ra trong trường hợp cúng bạn bị nhẹ thì bạn có thể chỉ sử dụng một chất là Doramectin. Còn nếu mà cúng bạn bị nhiễm bệnh nặng thì bạn phải dùng thêm kháng sinh và kháng viêm. Thì kháng sinh ở đây thì các bạn dùng Cefalexin 500 mg, liều là 25 mg trên 1 cân ngày 2 lần. Tức là ví dụ như cúng của bạn 20 cân thì bạn sẽ cho uống sáng 1 viên, tối 1 viên. Còn nếu cúng của bạn 10 cân thì sáng sẽ uống nửa viên và chiều uống nửa viên. Thứ hai thì Prednisolone 5 mg, uống buổi sáng 1 viên. Nếu cúng của bạn nhỏ dưới 5 cân thì uống nửa viên. Nhớ là cho ăn no trước khi uống nha. Vì thuốc này có tác dụng phụ là gây loét dạ dày. Do đó hãy nhớ là cho ăn no trước khi uống. Và cuối cùng là Chlorpheniramine 4 mg. Nếu cúng của bạn mà ngứa nhiều thì bạn có thể cho uống Chlorpheniramine 4 mg để giúp cho cúng của bạn giảm tình trạng ngứa, gại dẫn đến là viêm da nặng hơn. Thuốc này có tác dụng phụ là thường gây buồn ngủ, do đó bạn có thể cho uống một tối 1 viên. Nếu cúng nhỏ thì dưới 5 cân thì uống nửa viên. Bệnh này thì các bạn có thể tự điều trị tại nhà cũng được. Tỷ lệ thành công thì cũng giống như điều trị ở phòng khám thôi. Tuy nhiên, chi phí tự điều trị tại nhà thì cũng gần giống như ở phòng khám. Vì chai thuốc Doramectin thì cũng khá là đắt. Thông thường thì mình thấy là tầm 350 ngàn. Điều trị ở phòng khám thì chắc tầm 500 đến 700 nghìn. Tuy nhiên ở đó thì các bạn có thể xác định được chính xác là do loài ghẻ nào gây ra. Vì ở đó thì có kính hiển vi, họ sẽ xét nghiệm da, lấy mẫu da của cúng, xét nghiệm xem có đúng là bị ghẻ hay không. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy like, share để ủng hộ mình ra những clip khác. Bye!